điểm đối phó. Jeroen sẵn sàng chinh phục khách hàng khó tính nhất. Còn tại công ty Modulo và Jeroen là phiên bản giới hạn chính thức mở để tham gia ô tô toàn quốc từ ngày 24/10/2018. Và cuối cùng chúng tôi sẽ giới thiệu là hả? Đây không? Đặc trưng của Honda. Xin quý vị hãy cùng theo dõi. Thấy cơ không?